Con đường mà nhân loại đã đi qua thực sự vô cùng dài và nhuốm đầy máu. Khởi nguồn của nó bị che khuất bởi làn sương mù ngày càng dày đặc của thời gian. Hiện tại chìm trong lửa chiến tranh và tương lai là một vực thẳm tối tăm, đáng sợ. Tuy vậy, các sử gia cẩn mẫn vẫn cố gắng bảo tồn những gì họ tin là sự thật về hành trình của loài người, ngay cả khi có thể sẽ không còn ai sống sót để đọc chúng. Bên dưới tổ hợp khổng lồ của cung điện hoàng gia trên Terra, tồn tại vô số hầm mộ, những kho lưu trữ tĩnh lặng và thư viện đầy ắp sổ sách trải dài tới hàng vạn dặm theo mọi góc độ. Chúng được bảo vệ bởi những cửa hầm niêm phong bằng ma thuật, mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng những cuộc oanh tạc từ không gian. Những người canh giữ chúng là những sinh vật của màn đêm, không ngơi nghỉ mà luôn cảnh giác. Hệ thống hầm mộ này rộng lớn đến mức những sinh vật săn mồi đã tiến hóa giữa bóng đêm và bụi bặm, thống trị các hệ sinh thái hang động phức tạp của riêng mình. Những kiến thức được lưu trữ ở đây bị niêm phong và quên lãng bởi tà số, trường tồn của các thời đại vô ngần của loài người. Tuy nhiên, ngay cả kho tàng này cũng đang bị xói mòn bởi sức mạnh không thể lay chuyển của thời gian. Chỉ những tài liệu còn sót lại cũng đủ để một người mất nhiều đời nghiên cứu và chứa đựng những bí mật có thể làm băng hoại trí óc hoặc làm sụp đổ cả đế chế. Có lẽ tốt hơn hết là đảm bảo sự tồn tại của những kho lưu trữ này được giữ kín với phần lớn và chỉ cho phép những người thực sự xứng đáng vượt qua ngưỡng cửa của chúng. Không còn ghi chép nào rõ ràng về những bước đi đầu tiên của loài người vào khoảng không thiên hà. Tuy nhiên, họ đã bước đi với sự tự tin và kỹ năng ngày càng gia tăng, biến bước đi thành bước sải, rồi cuối cùng là những bước nhảy dài qua khoảng không vũ trụ. Trái đất cổ đại trở thành trung tâm chói lõi của một vương quốc hùng mạnh, với sao hỏa, hành tinh đầu tiên được khai hoang đứng vững như một pháo đài của sự đổi mới công nghệ và tri thức khoa học. Những cuộc chạm trán đầu tiên của loài người với các chủng loài ngoài hành tinh không được ghi chép rõ ràng trực tiếp, nhưng các mảnh vụn lịch sử cho thấy rằng đã có những hiệp ước được ký kết với một số nhất định, trong khi chiến tranh xảy ra với một số khác. Đáng chú ý nhất vẫn là loài orc hung hãn. Tuy nhiên, phần lớn dấu tích còn lại của thời kỳ phiêu lưu và hy vọng này chỉ là những câu chuyện mơ hồ và thần thoại mờ nhạt. Những dấu hiệu đầu tiên của nỗ lực du hành warp xuất hiện từ những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại này. Chúng cho thấy những thảm họa khủng khiếp và nhiều thất bại. Nhưng cuối cùng, công nghệ đã được hoàn thiện. Sự phát triển của công nghệ biến đổi gen và sự thành lập các gia tộc Navigator đã giúp thực hiện những bước nhảy vĩ đại qua không gian, mở đường cho một đế chế loài người trải dài giữa các vì sao. Khi sức mạnh và ảnh hưởng của loài người tăng lên, sự kiêu ngạo của họ cũng vậy. Tinh thần bất khuất của con người luôn vươn lên đối mặt với những thử thách lớn nhất. Các nỗ lực thám hiểm, thương mại và những cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đã đặt ra những thử thách chưa từng có. Việc thuộc địa hóa các hành tinh được tiến hành với tốc độ mãnh liệt. Có vẻ như trong thời kỳ này, loài người đã chia rẽ và tái hợp nhiều lần thành các khối quyền lực đối địch hoặc các đế chế tự trị khác nhau, nhưng chưa có mối đe dọa nào thực sự đối với loài người nói chung. Các nhà khoa học, kỹ sư và nhà phát minh đã trở thành những vị thần mới. Họ kết hợp công nghệ ngoài hành tinh vào thiết bị của loài người mà ít nghĩ đến rủi ro. Họ biến đổi bộ gen của loài người ở mức độ lớn hơn bao giờ hết, tạo ra những đội quân biến đổi gen khổng lồ với nhân tính gần như bị hủy hoại hoàn toàn sau hàng loạt biến đổi quái dị trên cơ thể và tâm trí. Phát minh vĩ đại nhất của họ, và có lẽ sẽ là phát minh vĩ đại nhất của loài người mãi về sau, là hệ thống cấu trúc mẫu chuẩn, viết tắt là SDC. Nó đã giúp các thuộc địa loài người nhanh chóng tạo ra mọi thứ cần thiết để thống trị các thế giới mới từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn. Họ phát minh ra các bệnh dịch nano thông minh, những vũ khí năng lượng có thể hủy diệt cả mặt trời và các đội quân Men of Iron đáng sợ không đếm xuể, sẵn sàng được triển khai chống lại bất kỳ ai từ chối khuất phục ý chí của họ, dù là Xenos hay đồng loại. Họ tạo ra những cỗ máy biết suy nghĩ với trí tuệ vĩ đại, phục vụ mọi nhu cầu của các thế giới thuộc địa, biến chúng thành những thiên đường không tưởng. Trong suốt thời kỳ này, sự tiến hóa tâm linh của loài người cũng được cho là gia tăng nhanh chóng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sai cơ tự nhiên. Và chính điều này đã gieo mầm cho sự hủy diệt của đế chế loài người đầu tiên. Các sử gia hàng đầu, các nhà phân tích thời gian và những Inquisitor thuộc Order Hereticus đã nghiên cứu những mảnh thông tin còn sót lại từ thời kỳ này và đi đến hai kết luận. Thứ nhất, giờ đây không thể phân biệt được sự thật và truyền thuyết. Thứ hai, những đề cập đầu tiên về Psyker đã xuất hiện vào cuối thế niên kỷ thứ 22, lan rộng khắp các thế giới thuộc địa của loài người vào cuối thế niên kỷ thứ 23 và không lâu sau đó là sự hỗn loạn tuyệt đối đã nhấn chìm tất cả các thế giới của nhân loại. Sự sụp đổ diễn ra bất ngờ và kinh hoàng, như thể một cơn sóng thần tận thể quét qua không gian. Những cuộc chiến khủng khiếp đã khiến liên tiếp nhiều hệ sao bị quét sạch sự sống. Các đội quân máy móc với trí tuệ nhân tạo nổi dậy chống lại những người tạo ra chúng, tàn sát hàng tỷ người. Sự đột biến lan tràn khắp nơi,
và sự nhiễu động tâm linh xuất hiện ở mọi góc của thiên hà. Những tội ác kinh khủng nhất đã được phóng thích, từ việc sai cơ điên loạn tuyên bố mình là thần thánh và tàn sát toàn bộ dân cư của các thế giới, cho đến những sự chiếm hữu thân xác của quỷ dữ và sự sụp đổ hoàn toàn của bức màn thực tế. Sau đó, những cơn bão warp dữ dội nhất trong lịch sử loài người cũng đã xuất hiện, mở đầu cho một thời kỳ đen tối kéo dài tưởng nhớ đến là kỷ nguyên xung đột. Nếu thời kỳ trước đó là thời kỳ thịnh vượng và giác ngộ, thì thời đại xung đột là một hình ảnh phản chiếu đen tối của nó. Các sử gia đã gặp khó khăn khi phân biệt được sự thật và những câu chuyện truyền miệng mơ hồ trong dân gian. Nhưng rõ ràng rằng, phần lớn những cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử đã diễn ra khắp thiên hà của loài người trong khoảng thời gian này. Nhiều thế giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi những nơi khác chìm trong hỗn loạn vì bị cô lập hoàn toàn bởi những cơn bão warp đang tàn phá thực tại. Trong suốt kỷ nguyên đẫm máu và gian khổ cùng cực này, nhiều thuộc địa loài người đã phải trải qua những đột biến sâu rộng. Một số bị hủy diệt bởi các đại dịch bí ẩn, hoặc bị nuốt chửng bởi những vết nứt quá bất ngờ mở ra và khiến toàn bộ cư dân trở thành mồi ngon cho quỷ dữ. Những nơi khác lại trải qua quá trình thích nghi tự nhiên, dẫn đến sự hình thành của các nhánh loài đột biến như Ogrins, Rattlings, Steel Limbs hay Beastmen. Vô số thành tựu kỳ diệu của khoa học đã bị lãng quên hoặc hư hỏng, bị chôn vùi mãi mãi, bao gồm cả các công nghệ STC vô giá. Đi qua hàng thiên niên kỷ cô lập, gian khổ, xâm lược và kinh hoàng, vô vàn thế giới đã rơi vào tình trạng màn rợ hậu tận thế, trong đó gồm cả trái đất. Truyền thuyết kể rằng hành tinh quê hương của nhân loại đã bị nhấn chìm trong những cuộc chiến tàn khốc không đếm xuể. Các bộ lạc màn rợ chiến đấu với các đội quân đột biến gen trên những tàn tích rực cháy của các siêu thành phố công nghệ xưa kia. Những kẻ ăn thịt đồng loại triệu hồi các sức mạnh tà ác để chống lại các đội quân máy móc cuồng tín. Các lãnh chúa, giáo chủ và thần thánh sơ khai nổi lên và gục ngã. Mỗi kẻ đều đe dọa kéo cả hành tinh và cư dân của nó vào sự diệt vọng. Và rồi, trong giờ phút đen tối nhất của loài người, Hoàng đế đã xuất hiện. Chính ông đã hàn gắn sự rạn nứt khủng khiếp giữa Terra và Sawa. Chính ông đã lãnh đạo những cuộc chiến thống nhất tàn khốc, dẫn đầu các đội quân siêu chiến binh Thunder Warriors, những tiền thân của các quân đoàn Space Marine vĩ đại sau này, để thu phục đất mẹ Hoàng ta. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho công cuộc vĩ đại của ông. Cuối cùng, thời đại xung đột đã chấm dứt, Imperium được thành lập và hy vọng được khôi phục. Nhưng hy vọng lại luôn là niềm an ủi và cũng là lời nguyền của loài người. Với mục tiêu thống nhất không chỉ Terra mà tất cả các thuộc địa đã bị lãng quên của loài người, Hoàng đế tập hợp sức mạnh và phát động cuộc thập tự chinh vĩ đại. Đây là nỗ lực quân sự vĩ đại nhất mà loài người từng thực hiện. Chỉ có một người với sức mạnh và ý chí mạnh mẽ như Hoàng đế mới có thể chỉ đạo một kế hoạch quy mô đến vậy. Cả hạm đội khổng lồ đã rời khỏi hệ mặt trời từ chiếc nhẫn sắt của Sa Hoa, được dẫn đầu bởi các quân đoàn Space Marine hùng mạnh, quét sạch mọi sự khoảng cự trên đường đi của họ. Theo sau các hạm đội trinh phạt là các lực lượng thi hành chính sách của Imperium, sẵn sàng áp đặt chân lý thế tục của Hoàng đế lên một thiên hà ngu muội và bất trị. Hoàng đế hy vọng rằng cuộc thập tự chinh vĩ đại của mình sẽ thu phục được tất cả các thế giới đã mất của loài người và thống nhất chúng dưới ngọn cờ của Imperium. Không chỉ vậy, tất cả các giống loài Xenos sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc và mọi sự kháng cự đối với quyền thống trị của đế chế nhân loại sẽ bị đè bẹp. Theo Hoàng đế, chỉ bằng cách này, những bi kịch đen tối nhất trong quá khứ mới không tái diễn. Và như vậy, cuộc thập tự chinh vĩ đại đã quét qua các vì sao trong hơn một thế kỷ, không ngừng mở rộng và mang thêm ngày càng nhiều hệ thống sao vào đế chế non trẻ. Tuy nhiên, những hạt giống của thảm họa đã được gieo từ chính trung tâm của kế hoạch của Hoàng đế. Trước khi bắt đầu sự nghiệp thống nhất thiên hà của mình, Hoàng đế đã tạo ra các Primarch, một hội huynh đệ gồm những á thần được chế tạo từ công nghệ gen siêu việt nhất, và từ đó tạo ra gen của các quân đoàn Space Marine. Tuy nhiên, trước khi họ có thể chào đời thực sự, các vị thần hắc ám của Warp đã phát hiện ra kế hoạch của Hoàng đế và cố gắng phá hoại bằng cách phân tán các vùng ấp của các Primarch vào Warp. Mỗi Primarch sau đó đã hạ cánh trên một hành tinh khác nhau, phân tán khắp các miền đất cổ xưa của loài người và trưởng thành giữa các dân cư của thế giới đó. Khi cuộc thập tự chinh vĩ đại mở rộng qua các vì sao, các Primarch cuối cùng đã được tái khám phá và đoàn tụ với đế chế mà họ được tạo ra để gây dựng. Mỗi người được trao quyền lãnh đạo quân đoàn Space Marine được tạo ra từ gen của họ và nhận nhiệm vụ dẫn dắt các hạm đội chinh phạt theo như tầm nhìn của Hoàng đế. Tuy nhiên, chính người con trai được Hoàng đế ưu ái nhất, War Master Horus của quân đoàn Lunar Wolves, lại là một trong những kẻ đầu tiên phản bội.
Ngay vào lúc nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng và quyền uy tối cao đối với thiên hà đang nằm trong ngay tầm tay, Horus Lupercal đã bị cám dỗ bởi những lời thì thầm và dối trá của các vị thần hắc ám và trở mặt chống lại đế chế của cha mình. Horus đã thuyết phục được một nửa Primarch vào con đường diệt vong này, tẩy đế chế vào một cuộc nội chiến khốc liệt nhất trong lịch sử tồn tại của nó. Cuộc xung đột tối tăm và khủng khiếp này kéo dài từ đầu này đến đầu kia của thiên hà, khi quân đoàn Space Marine và vô số lực lượng khác của Imperium cố gắng tiêu diệt lẫn nhau, cho đến khi nó kết thúc tại cuộc vây hãm bi thảm tại Terra. Trong trận chiến cuối cùng đó, Hoàng đế đã hạ gục Horus và đẩy các quân đoàn phản bội của hắn vào lưu vong. Nhưng đó là sau khi Horus đã làm Hoàng đế bị thương chí tử. Kể từ đó, Hoàng đế đã bị giam cầm trên ngai vàng Terra, đế chế bị chia cắt và không bao giờ được thống nhất thực sự. Và cũng từ đây, hy vọng dần tàn lụi. Đế chế nhân loại của thế niên kỷ thứ 41 là một vương quốc chìm trong mê tín dị đoan, nơi con người bị trói buộc trong xiềng xích của sự ngu dốt và bị che giấu khỏi những sự thật nguy hiểm. Nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự cuồng tín tôn giáo định hình thái độ của họ đối với sự đổi mới và tiến bộ, bắt nguồn từ những ký ức mơ hồ về nỗi kinh hoàng trong thời đại công nghệ siêu việt mà họ coi là tăm tối. Phần lớn công nghệ được sử dụng trên khắp Imperium ngày nay chỉ được hiểu một cách mơ hồ, dù họ là các học giả uyên bác, anh hùng quân sự, công nhân kỹ thuật, người điều khiển tàu vũ trụ hay nông nô bần cùng, đa số đều cho rằng vận hành công nghệ phụ thuộc vào những linh hồn máy móc thất thường, cần được cầu nguyện bằng các nghi lễ để kích hoạt và xoa dịu bằng các lễ vật như dầu thánh hoặc hương liệu thiêng liêng. Chỉ các thầy tế của Adeptus Mechanicus mới sở hữu kho tàng tri thức công nghệ thực sự. Họ tích lũy những gì mình thu thập được trong các kho dữ liệu khổng lồ nằm sâu trong các khu công nghiệp đồ sộ trên các hành tinh nhà máy được bảo vệ nghiêm ngặt, được gọi là thế giới lò rèn, Forge Worlds. Tuy nhiên, ngay cả những vị giáo sĩ công nghệ này cũng không thể phân biệt được giữa bản thiết kế kỹ thuật và thánh kinh, giữa linh kiện điện tử và di vật thiêng liêng. Lời cầu nguyện của họ được thể hiện qua những bài tụng kinh nhị phần vàng rội. Việc sửa chữa được thực hiện như các nghi thức bao quanh bởi khói hương và việc chế tạo các cỗ máy được tôn kính được thực hiện theo truyền thống thay vì thực sự hiểu biết. Trong khi đó, sự thử nghiệm và sáng tạo bị coi là dị giáo. Các giáo lý của vị thần máy Omnisire được hình thành từ những nỗi kinh hoàng của kỷ nguyên xung đột, cảnh báo về mối nguy hiểm từ sự đổi mới không kiểm soát. Những tri thức bị mất theo thời gian vẫn mãi mãi bị chôn vùi vì nỗi sợ bị buộc tội là dị giáo công nghệ lớn hơn nhiều so với nỗi sợ về sự ngu dốt. Do vậy, Adeptus Mechanicus vẫn nắm giữ quyền lực to lớn trong đế chế, vốn phụ thuộc vào công nghệ của tổ chức này để tồn tại. Đây cũng chính là lý do chính khiến việc tôn thờ Omnisire là tôn giáo duy nhất được chấp nhận chính thức bên cạnh tín điều của Hoàng đế. Adeptus Mechanicus không coi việc thu thập công nghệ đã mất là một tội lỗi giống như việc tạo ra thiết bị mới. Trời trêu thay, các linh mục công nghệ lại không nhận ra rằng họ đang săn lùng những mảnh vỡ của công nghệ cổ xưa mà chính tín điều của họ lên án. Các di vật của Omnisire được xem là báu vật thiêng liêng. Vô số đội quân sẵn sàng hy sinh để đảm bảo việc thu thập chúng. Quý giá nhất là những tàn tích của các STC còn sót lại. Những thánh tích đặc biệt này cho phép chế tạo tự động các thiết bị mà loài người có thể sử dụng trong cuộc chiến sinh tồn. Nhiều loại vũ khí và cỗ máy chiến tranh phổ biến nhất của đế chế đã được sản xuất bằng cách khai thác trí thức của chúng. Tín điều của Hoàng đế lên án việc sở hữu công nghệ trái phép ngang hàng với đột biến hoặc nổi loạn. Nhiều câu chuyện ngụ ngôn cảnh báo về nỗi kinh hoàng của trí thông minh nhân tạo. Các cỗ máy biết nghĩ, trí tuệ thông minh báng bổ, bị coi là báng bổ và bị cấm ngay cả trong Adeptus Mechanicus. Công dân của đế chế nhân loại thường coi dị giáo công nghệ như tà thuật và phản ứng với sự thù địch không kém. Một số thế giới của loài người lưu giữ những tàn tích công nghệ cổ xưa, nơi lưu giữ các công nghệ từ thời đại đen tối xưa kia, nhưng chúng bị xem là nguyền rủa và bị xa lánh. Công nghệ của Xenos thậm chí còn bị kỳ thị hơn nữa. Ngay cả những đổi mới mang tính cách mạng và có thể thay đổi cả thiên hà theo hướng tích cực cũng thường bị từ chối nếu chúng có nguồn gốc Xenos. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Những công nghệ cổ nguy hiểm thường xuất hiện từ các thành phố tổ ong hoặc các hầm mỏ sâu dưới lòng đất. Những người định cư ở các thế giới đó đề cao việc sinh tồn hơn cả, thường trao đổi chúng với các chủng tộc Xenos lần cận, qua đó đưa công nghệ ngoài hành tinh vào thị trường chợ đen của đế chế. Tất nhiên, những báu vật nguy hiểm này luôn được các Ordos của tà thẩm giáo săn lùng cùng với những kẻ cung cấp chúng, bởi thiệt hại mà chúng có thể gây ra trong tay kẻ ác là không thể tưởng tượng nổi.
Tâm thức tập thể của loài người mang những vết sẹo sâu đậm do nỗi kinh hoàng của kỷ nguyên xung đột, một cơn ác mộng kéo dài gần 6 thiên niên kỷ. Mặc dù họ đã sống sót qua nó, song khi ánh sáng của hoàng đế chiếu vào màn đêm tuyệt vọng này, họ đã thay đổi rất nhiều. Sự sụp đổ hoàn toàn của xã hội văn minh trong thời đại xung đột đã chấm dứt một cách triệt để hàng ngàn năm phồn thịnh của loài người. Nó phá vỡ sự tự tin về định mệnh thống trị thiên hà của nhân loại. Chưa bao giờ lại có một hiểm họa hay thách thức nào mà lại có thể khiến loài người bị khuất phục một cách hoàn toàn đến vậy. Tệ hơn nữa, những kẻ thù đã hạ gục nhân loại lại xuất phát từ bên trong, không được nhận ra cho đến khi quá muộn. Những tổn hại gây ra cho tâm thức tập thể của loài người sau hàng ngàn năm thảm họa đã ăn sâu đến mức trở thành bản năng. Sự nghi ngờ đối với sự tò mò và đổi mới với ảnh hưởng của các loài ngoài hành tinh và pháp thuật tâm linh trở thành chủ đạo. Nhân loại trở nên khép kín và bảo thủ một cách cực đoan, cố gắng hết khả năng để tránh lặp lại những sai lầm đã dẫn đến các sự kiện kinh hoàng của đêm cũ. Trong khi tri thức và giáo dục dần bị quên lãng, thần thoại và tôn giáo vẫn giữ nỗi sợ đó sống mãi. Có lẽ điều này lý giải cho sự thù địch mà cuộc tập tự chính vĩ đại của hoàng đế đã được đón nhận. Mặc cho vô số lãnh chúa tự xưng và các xã hội biệt lập chống lại sự cai trị của ông, sự thống nhất của hoàng đế đã mang lại một cảm giác an toàn và sự an ủi thế tục, xua tan những bóng ma từng đày đọa nhân loại. Nếu điều này là đúng, thì nó cũng giải thích tại sao sự sụp đổ của hoàng đế lại khiến cho những bóng ma đó quay trở lại với một quyết tâm bảo thủ dữ dội như vậy. Trong nỗi sợ hãi và mất mát, loài người tìm kiếm sức mạnh trong lòng cuồng tín mù quáng một lần nữa, điều mà chính hoàng đế đã luôn cố gắng ngăn cản, và dần dần ngày càng chìm sâu vào những mê tín dị đoan theo thời gian. Thời đại xung đột thậm chí còn để lại những vết sẹo trên chính thiên hà, vô số thế giới biến thành những vùng đất hoang tàn cằn cỗi hoặc bị tràn ngập bởi những vũ khí sống nguy hiểm, nhiều hành tinh bị ám bởi những tàn tích khổng lồ của những sứ mệnh thất bại, các quầng vật thể quỹ đạo đang phân rã, những ngọn tháp khổng lồ phát ra những năng lượng kỳ lạ, các hầm chứa công nghệ vẫn che giấu những mối họa chết người đằng sau những cửa hầm được chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Cứ mỗi lần Imperium phát hiện ra một di tích như vậy của thời đại hoàng kim đã mất, nó lại là một lời nhắc nhở về sự kiêu ngạo đã hủy hoại nhân loại và về mối nguy hiểm của việc giảm hy vọng về sự thay đổi trong thời đại tối tăm và khủng khiếp này. Dị giáo Horus đã chia đế chế nhân loại làm đôi, đẩy chiến hữu và anh em chống lại nhau và thiêu rụi vô số thế giới của Imperium trong những ngọn lửa hận thù. Dù sự tàn phá và chết chóc bao trùm khắp cuộc xung đột khốc liệt đó, nhưng những hậu quả của nó sau đó thậm chí còn thảm khốc hơn, vang vọng qua các thời đại cho đến tận thiên niên kỷ thứ 41. Nhiều giấc mơ về tương lai đã chết khi hoàng đế bị phong ấn trên ngai vàng, nhân loại vĩnh viễn mất đi sự dẫn dắt của ông. Cùng với đó, trí tuệ siêu phàm của Mercador the Sigilite, cố vấn của hoàng đế, cũng đã mất đi khi ông hy sinh trong trận chiến cuối cùng tại Terra. Hơn một nửa số Primarch cũng đã biến mất, ngã xuống mãi mãi vì hoàng đế hoặc bị tha hóa trở thành con tốt của các ác thần hỗn ma. Những Primarch trung thành còn sống sót cũng đã dần biến mất, để lại một Imperium hoang tàn và ngày càng lạc lối. Từ đó, nhân loại phải dựa vào các lãnh chúa tối cao và giáo hội hoàng gia để được che chở. Kỷ nguyên đen tối đã cướp đi những trí tuệ sáng suốt nhất của đế chế, nhưng hơn thế, nó còn phá vỡ những niềm tin một loài người đã khó khăn tái xây dựng. Chân lý thế tục của Imperium đã bị hủy hoại. Những hiệp ước hắc ám của những kẻ phản bội với các đồng minh siêu nhiên đã phơi bày bản chất tàn bạo của Warp cho tất thảy, và chỉ có sự đàn áp tàn nhẫn và những giáo lý tôn giáo cực đoan mới có thể ngăn cản những tri thức này làm mục ruộng tinh thần của nhân loại. Từ đó, một vòng xoáy thao túng, áp đặt và che giấu kiến thức đã bắt đầu khiến loài người phải trả giá đắt. Ngay cả sự tin tưởng cũng là một nạn nhân của dị giáo. Các Space Marines từng được coi là những người hộ vệ sáng giá nhất của nhân loại, còn các Primarch là những nhà vô địch vĩ đại nhất. Nhưng nếu một người được tín nhiệm và yêu quý như War Master Horus có thể phản bội, thì ai trong số những quân đoàn Astartes kia có thể được tin cậy nữa? Chính suy nghĩ này đã thúc đẩy các cải cách quy mô lớn đã làm tan rã cỗ máy chiến tranh của đế chế sau dị giáo. Nó bắt đầu với Primarch Robertus Guilliman của quân đoàn Ultramarines đã viết lên Codex Astartes, một bộ luật mà khi thực hiện đã chia nhỏ các quân đoàn Space Marine khổng lồ thành các chapter gốc và chapter kế vị riêng biệt, đảm bảo rằng sẽ không một chỉ huy nào có thể tập trung sức mạnh quân sự lớn như Horus một lần nữa. Các đội quân phàm trần và hạm đội của đế chế cũng bị phân nhỏ, trải dài khắp các vùng không gian của thiên hà và được chỉ huy bởi những tầng lớp sĩ quan và quan chức khác nhau. Các Orders của Inquisition cũng được thành lập để bí mật giám sát những người cai trị loài người và diệt trừ mọi mối đe dọa có thể xuất hiện đối với giống loài, trong khi các luật lệ hà khắc mới được củng cố bằng sự tàn nhẫn tuyệt đối
để đảm bảo rằng không một cuộc nổi dậy nào quy mô như dị giáo Horus có thể xảy ra một lần nữa. Sau kỷ nguyên xung đột kinh hoàng, một tia hy vọng mới về sự phục hưng của nhân loại đã trỗi dậy cùng với hoàng đế và cuộc thập tự chinh vĩ đại của ông. Giấc mơ đó đã gần như thành hiện thực trước khi bị hủy hoại một cách tàn nhẫn bởi những kẻ phản bội dị giáo. Và khi năm tháng trôi qua, hy vọng đó đã bị thay thế bởi các giáo điều tôn giáo độc đoán và quyết tâm đơn thuần vì mục đích sinh tồn. Người ta nói rằng, dù thân xác của đế chế đã sống sót qua dị giáo Horus và đang dần chắp vá vô số vết thương của nó, linh hồn của loài người sẽ không bao giờ hồi phục. Với cái chết của Horus, các quân đoàn phản bội đã tháo chạy trước cơn thịnh nộ của Imperium. Các lực lượng trung thành lập tức truy đuổi, trong khi nhà lãnh đạo còn lại tập trung bù đắp tổn thất hoặc tìm cách cứu vãn những gì còn lại giữa cơn bão lửa của chiến tranh. Cuộc chiến truy đuổi và báo thù của Imperium sau đó được các sử gia của đế chế gọi là thời kỳ thành tẩy, và bản thân nó cũng là một cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu. Các quân đoàn phản bội đã gieo rắc sự tàn phá khi chúng chạy xuyên qua thiên hà vốn đã hoang tàn về chiến tranh, trước khi bị đánh đuổi và cõi chạng vãng giao thoa giữa Warp và thực tại được biết đến là The Eye of Terror. Các đội quân trung thành không thể tiếp tục truy đuổi vào lãnh địa hắc ám của hỗn mang đó, mà thay vào đó thề sẽ canh gác mọi lối thoát của nó để phòng những kẻ phản bội quay trở lại. Nhưng thế kỷ sau đó, trong khi nhân loại chuyển sự chú ý sang những mối đe dọa khác và hàn gắn vương quốc bị chia cắt của mình, những kẻ phản bội đã lập thêm nhiều giao kèo đen tối với các ác thần của Warp. Các Primarch của chúng thăng thiên thành các ác thần quỷ dữ, và dù các quân đoàn bị chia rẽ của chúng tiếp tục giao tranh trong những cuộc chiến đẫm máu với nhau, không kẻ nào quên đi cuộc chiến dài chống lại đế chế đã tạo ra chúng. Như đã lo ngại, các đội quân Space Marine phản bội đã bắt đầu tấn công lãnh thổ của hoàng đế một lần nữa, cướp bóc và tàn phá, trút cơn thịnh nộ lên những người đã tước đoạt chiến thắng từ tay chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là những đợt giao tranh mở màn cho một cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi Terra bị nhấn chìm trong máu của những kẻ trung thành với hoàng đế xác sống. Khi Horus gục ngã, bề tôi thân cận nhất của hắn là Abaddon đã mang thi thể của người cha Primarch sa ngã ra khỏi chiến trường và giữ sự đoàn kết cho quân đoàn Son of Horus của hắn đủ lâu để đến được Eye of Terror. Những gì xảy ra bên ngoài ranh giới không gian thực chỉ là giả thuyết và suy đoán của một số ít học giả đế chế. Tuy nhiên, những ghi chép còn sót lại cho biết rằng gần cuối thế niên kỷ thứ 31, Abaddon the Despoiler đã xuất hiện trở lại từ The Eye, dẫn đầu Black Legion mới được thành lập từ tàn dư của Son of Horus và hàng chục chiến đoàn hỗn mang khác để tham gia vào cuộc thập tự chinh đen đầu tiên của hắn. Được ghi nhớ là cuộc xâm lược lớn nhất của các quân đoàn phản bội kể từ sau dị giáo Horus. Nó là một làn sóng ồ ạt của những kẻ điên loạn gào thét, bao gồm Astarte phản bội, dị nhân, quỷ dữ và những cỗ máy chiến tranh suy đồi đã gieo rắc sự tàn phá khắp cánh cổng Cadian trước khi cuối cùng bị đẩy lùi với cái giá đắt đỏ về sinh mạng. Tuy nhiên, trong ánh sáng u ám của sự suy xét muộn màng, các chiến lược gia của Imperium mới nhận ra dường như toàn bộ chiến dịch đó chỉ là một sự đánh lạc hướng. Trong chiến dịch này, Abaddon đã bí mật đến thế giới mang tên Uralan bên ngoài The Eye để chiếm lấy thanh kiếm quỷ Draknien cổ xưa, cùng với móng vuốt khổng lồ thuộc về tên Primarch phản bội quá cố. Hắn đã sử dụng nó để tàn sát vô số bề tôi của hoàng đế. Khi các thiên niên kỷ dần trôi qua, The Despoiler đã tiếp tục tấn công đế chế hết lần này đến lần khác. 12 cuộc thập tự chinh đen nữa đã tạo ra vô số đau khổ cho các lãnh thổ của hoàng đế. Một số lớn, một số nhỏ, song tất cả đều hướng tới những mục tiêu bí ẩn mà chỉ mình hắn mới thực sự nắm rõ. Đền thờ của thánh Gesta bị phá hoại và những lời tiên tri trong ngôi mộ của ông bị xóa bỏ. Pháo đài của tướng Cromac bị xâm phạm và toàn bộ dòng tộc của ông bị tận diệt. Thế giới Loren Agrath bị hủy diệt. Pháo đài không gian phía trên Cancerfallus bị nghiền nát và Sector Gothic rơi vào một cuộc nội chiến không hồi kết. Trong suốt những chiến dịch đó, Abaddon luôn thể hiện một sự hiểu biết đáng sợ về các hàng phòng ngự của đế chế. Và hắn thường hướng tới những mục tiêu mà kẻ thù của hắn không nhận ra cho đến khi đã quá muộn. Chỉ sau khi The Great Rift mở ra và đế chế điên đảo vì bị chia cắt thành hai nửa, một số kẻ bị nguyền rủa với những trí thức đen tối mới nhìn thấu sự thật về những gì mà Abaddon và quân đoàn đen của hắn đã mưu đạt được. Những cơn ác mộng đang bao vây Imperium trong thiên niên kỷ thứ 41 đã trường tồn cùng họ qua hàng ngàn năm. Sự tàn phá của dị giáo Horus đã tạo ra cho nhân loại một thời kỳ gian khổ mới, khi những kẻ xâm lược Xenos, hỗn mang và phản bội lợi dụng cơ hội để tấn công các vùng lãnh thổ đang suy yếu hơn bao giờ hết. Dù đã bị đẩy lùi nhiều lần, các hành động thù địch của chúng chưa bao giờ ngừng lại. Trong suốt thế niên kỷ thứ 32,
Loài người không chỉ phải vật lộn để phục hồi những gì đã mất, mà còn phải cố gắng giữ vững những gì còn trong tầm tay. Những cuộc xâm lược và nổi dậy ly khai đã gây thiệt hại nặng nề, trong khi các lực lượng quân sự phải căng mình để bảo vệ những vùng lãnh thổ xa xôi của đế chế. Tệ hơn nữa, các Primarch trung thành cuối cùng cũng đã rời bỏ nhân loại trong giai đoạn hỗn loạn này. Jakathai Khan của quân đoàn White Scars và Lehman Russ của Space Wolf đã biến mất giữa những vì sao khi đang truy lùng kẻ thù. Vulcan của Salamanders và Corvus Corax của Raven Guard đã mất tích trong những hoàn cảnh bí ẩn. Rugadon của Imperial Fists được cho là đã ngã xuống khi chiến đấu chống lại quân đoàn đen, trong khi Primarch cuối cùng là Robert T. Gilliman của quân đoàn Ultramarines đã bị Fulgrim, Primarch phản bội của Emperor Children, làm trọng thương. Mặc dù đã kịp đưa Gilliman khỏi chiến trường trước khi cái chết đoạt lấy ông, vết thương chí tử đã khiến Gilliman buộc phải được đặt vào trong một trường ngưng động thời gian để níu giữ sự sống cho ông trong một giấc ngủ kéo dài qua hàng thiên niên kỷ tiếp theo. Thiên niên kỷ thứ 33 và 34 chứng kiến Adeptus Terra củng cố quyền lực ngày càng vững chắc của mình. Nhiều trạm Sanctum Astropath cũng như vô số thế giới pháo đài và căn cứ hải quân trong không gian sâu thẳm đã được thiết lập để củng cố các tiểu khu xa xăm của đế chế. Cũng trong thời kỳ này, Giáo hội Hoàng gia đã trở thành tổ chức quốc giáo chính thức của toàn đế chế. Quyền lực của bộ máy quan liêu và tôn giáo đã siết chặt sự kiểm soát đối với loài người như chưa từng trước đây, đã giúp đế chế tiếp tục tồn tại, thậm chí còn có phần phát triển đi lên trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rồi, đến thời kỳ của Nova Terra Interregnum, trong đó, trong hơn 900 năm, Imperium đã bị chia làm đôi sau khi Hội đồng Old Council của hành tinh Nova Terra tuyên bố quyền cai trị đối với toàn bộ Segmentum Pacificus, còn được gọi là thời kỳ của hai hoàng đế. Thời đại hỗn loạn này chứng kiến vô số cuộc nội chiến, nổi dậy và tranh chấp lãnh thổ. Các tài liệu lịch sử từ thời kỳ này cho thấy nhiều biến động có gốc rễ từ sự thao túng của dị giáo. Tuy nhiên, những thay đổi bị kiểm duyệt nặng nề được thực hiện bởi Ordo Malleus đã khiến các chi tiết của chúng không thể được xác định chính xác. Điều rõ ràng là sự ngờ vực và căng thẳng vẫn tiếp tục kéo dài sau khi đế chế được tái thống nhất. Đến mức, ngay cả trong thiên niên kỷ thứ 41, Segmentum Pacificus vẫn là khu vực ít được hỗ trợ nhất trong toàn đế chế. Thiên niên kỷ thứ 36 được biết đến với tên gọi là Thời đại Bội Đạo, khi các cuộc ly giáo đe dọa sự sống còn của đế chế. Triều đại máu của Gorg Vandai đã gần như khiến đế chế sụp đổ và tạo ra một cuộc xung đột nội bộ nghiêm trọng nhất kể từ dị giáo Horus. Tiếp sau đó là nỗi sợ kinh hoàng của Plague of Unbelief, một cuộc nổi dậy với quy mô thiên hà do các giáo chủ suy đồi lãnh đạo, mở đường cho sự tàn phá của các tín đồ hỗn ma. Sau những năm tháng hỗn loạn đó, từ thế niên kỷ thứ 37 đến 41 được gọi là thời đại trục tội, các cuộc thập tự chinh hoàng gia liên tiếp được phát động bởi các lực lượng ngoan đạo của đế chế. Nhiều trong số đó được phát động dưới lời kêu gọi trục tội với hoàng đế thông qua việc giành lại các thế giới đã mất trong nội chiến, sự lật đổ dị giáo hoặc xâm lược Xenos trong các thời kỳ trước đó. Lòng nhiệt thành tôn giáo đã giúp các đội quân của Imperium giành được rất nhiều chiến thắng trong thời kỳ này, nhưng đôi lúc cũng thúc đẩy các đội quân tiến lên một cách mù quáng mà không quan tâm đến việc củng cố những thế giới mà họ chinh phục được. Cuộc chinh phạt Macarians được coi là cuộc thập tự chinh cuối cùng và là vĩ đại nhất của thời kỳ này, khi hơn 1.000 thế giới đã được chinh phục cho đế chế chỉ trong vỏn vẹn 7 năm. Tuy nhiên, sự thất bại sau đó của nó do nổi loạn và sự dị giáo của chính các thế giới được chinh phục đã tạo tiền đề cho một thời kỳ khó khăn tiếp theo. Một giai đoạn được gọi là thời kỳ suy vong, khi đế chế bị kiệt quệ cả về quân sự và khả năng kiểm soát tài nguyên. Các bộ luật ngày càng hà khắc hơn để đối phó với nguy cơ phản bội ở khắp mọi nơi, và những điềm báo về ngày tàn xuất hiện không ngơi nghỉ khi những nhà tiên tri nhận thấy sự xáo trộn lớn trong Warp, giống như một mặt hồ bị khuấy động bởi một con thủy quái khổng lồ nhưng vô hình, báo hiệu về tai họa đang áp sát vương quốc của hoàng đế. Sự chào đời của Cicatrix Maledictum đã được báo trước bởi một thời kỳ của những điềm báo đen tối và các sự kiện trọng đại thảm khốc. Các nhà tiên tri và huyền bí học phát điên vì sợ hãi, rống lên trong cơn mê sảng về một chuỗi sự kiện không tính ngăn cản, và những đám mây đen đang kéo đến sẽ xóa nhòa ánh sáng của hy vọng. Đây là thời kỳ của những hành động anh hùng tuyệt vọng, những chiến thắng lớn lao và những thất bại cay đắng, tất cả cùng đẩy số phận đến một điểm đến không thể tránh khỏi. Chuỗi sự kiện đen tối này đã xảy ra vào cuối thiên niên kỷ thứ 41, ngay trước khi The Great Rift mở ra. Sự hỗn loạn nhấn chìm thiên hà xảy ra sau nó đã khiến Adeptus Terra phải vật lộn để ghép lại các sự kiện vào manh mối. Điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi nhiều câu chuyện được lan truyền khắp thiên hà lại mang màu sắc thần thoại và được lãng mạn hóa hơn là sự thật khách quan. Cùng với đó là những lời cầu cứu tuyệt vọng chạm tới các trạm liên lạc tâm linh có thể đã bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước
hoặc thậm chí chỉ là sự lừa dối của hồn ma. Gánh nặng tìm hiểu các sự kiện này thậm chí còn trở nên nặng nề hơn bởi các chuỗi nhân quả kéo dài của hàng thiên niên kỷ đã bị thời gian làm mờ nhạt. Nhưng sau tất cả, có lẽ điều này đã không còn quan trọng, vì trong khi đế chế đang phải vật lộn để chống chọi lại cơn bão tồi tệ nhất kể từ cuộc phản trác của Horus, rất ít học giả còn rảnh rỗi để tìm hiểu lý do hoặc cách thức mà The Great Leap xuất hiện. Nhìn chung, sự hiểu biết đã trở thành một thứ xa xỉ và nguy hiểm trong thời đại mà chỉ có sự sinh tồn mới là tất yếu. Tuy vậy, vẫn còn có những người nỗ lực để ghi chép lại những gì có thể. Các học giả đơn độc này chỉ ra một loạt các sự kiện liên kết lỏng lẻo, nhưng khi xét tổng thể, chúng đã giải mã được nhiều ẩn khúc. Sự trở lại của hành tinh phù thủy từ phía bên kia tấm màn chắn của Warp, sự hòa hoãn trong cao trào của cuộc thập tự trình Damocles, sự tàn phá của Cormorak, sự tàn vỡ của những mắt xích đang phong ấn cuốn sách Vale của Kegorak trong Thư viện Đen, và sự đào thoát của con quỷ Amelta. Tất cả đều đã tạo ra những vết thương vĩnh viễn trên lớp da ngăn cách Warp và thế giới vật chất. Tuy nhiên, có ba tâm điểm chính cho thảm họa rung chuyển thiên hà này, bao gồm thế giới pháo đài Kadia, Crab War Beltan của Elda và hành tinh Makrak ở trung tâm của vương quốc Ultrama. Tại Kadia, cuộc chiến cuối cùng để bảo vệ cánh cổng Kadia đã diễn ra vào năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 41, đánh dấu kết thúc cho một cuộc xung đột kéo dài 10 thiên niên kỷ. Trong suốt hàng ngàn năm, các đội quân hỗn mang của The Despoiler đã liên tục tấn công từ cổng Kadia, nhưng dù cho chiến sự luôn bùng nổ từ hệ sao Gudrun cho đến căn cứ hải quân Belis Corona, Kadia vẫn luôn là nơi chịu áp lực nặng nề nhất từ các đợt tấn công của kẻ phản bội. Và dù thế giới pháo đài kiên cố này đã luôn đứng vững, trong giờ phút đen tối này, Abaddon đã tái xuất với một lực lượng quân sự không tưởng, vượt xa những gì mà họ từng phải chống lại trong quá khứ, bao gồm hàng chục ngàn tàu chiến phản bội, quỷ dữ và những kẻ đào ngũ điên loạn, mặc cho nhà lãnh đạo vĩ đại và vô số đội quân đế chế đã tập hợp để bảo vệ Kadia, mặc cho thánh nữ Celestine đã từ thiên đàng bay xuống hỗ trợ, và ngay cả khi Belisarius Cole với trí tuệ vô song của mình đã vượt qua thiên hà để kích hoạt các cột Blackstone cổ xưa của nó, vốn là những cấu trúc đã giữ cho The Eye of Terror trong tầm kiểm soát suốt nhiều thiên niên kỷ. Nhưng khi Imperium hiểu được sức mạnh thực sự của các cấu trúc này, mọi thứ đã quá muộn. Abaddon đã thành công và Kadia đã sụp đổ. Sự hủy diệt của Beltan cũng là một trong những thảm họa không ngờ tới, gây chấn động khắp các phe phái giải rác của chủng tộc Eldari. Sự hiểu biết của Imperium về cách và lý do chính xác khiến Beltan tan vỡ rất mơ hồ. Phần lớn thông tin được bảo vệ bởi các giao thức an ninh nghiêm ngặt của tòa thẩm giáo. Điều duy nhất rõ ràng là sự xuất hiện của một giáo phái Eldar tôn thờ vị thần chết cổ xưa đã tạo ra những xung đột kéo dài từ Cormorak trong Webway cho đến những Crab War xa xôi nhất. Sau nhiều năm đấu đá nội bộ, thao túng và mua đồ đẫm máu, một cuộc tấn công quỷ dữ đã tàn phá Beltan. Dù sự kiện này đã làm hiện thân của vị thần chết thức tỉnh ở cõi thực, nhưng những hậu quả của nó gây ra vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thế nhưng, sự kiện phi thường nhất trong thời kỳ hỗn loạn này, y nhất là từ góc nhìn của Imperium, đã diễn ra tại Makrak, bên trong pháo đài tu viện của Chapter Space Marine Ultramarine. Cảm nhận được mối họa đối với mưu đồ của hắn, Abaddon đã dẫn đầu một đội quân phản bội tấn công Makrak, và một liên minh bất đắc dĩ giữa những chiến binh đến từ khắp thiên hà đã tụ họp để ngăn chặn chúng. Họ mang theo những tri thức lạ lùng và các cỗ máy bí ẩn để thực hiện một phép màu. Giữa lúc trận chiến bùng nổ ngay trước trường ngừng động của Robert T. Kilimon, vị Primarch vĩ đại đã ngủ yên trong hơn 10.000 năm đã thức tỉnh, quay lại từ bờ vực cái chết để lãnh đạo các Astartes mang gen của mình trong giờ phút nguy hiểm nhất. Ngay sau khi được hồi sinh, Gilliman đã đẩy lùi đạo quân hỗn mang khỏi thế giới của mình và khởi đầu một cuộc thập tự trình đầy gian nan để trở về đất mẹ. Sau cùng, ông đã đến được Terra, vượt qua cơn thịnh nộ khủng khiếp của The Great Rift và bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc viễn chinh mới để cứu giúp vương quốc của cha ông khỏi sự diệt vong. Kỷ nguyên Indomitus đã bắt đầu.